Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2022. Thì hồi sáng em có về được 6 bé chào màu má lỡ thì đã hết rồi. Còn bây giờ thì em sẽ review cho các anh xem mẫu lồng Hà Nội ha. Nếu như cái lồng này anh em mà mua mới thì giá nó cũng 5-600 ngàn gì đó. Cái lồng này ha, hiện tại đang nuôi chim bình thường. Đó thì em sẽ bán giá là 300k. Rồi bây giờ em sẽ thả cái bé chòe lửa 2 mùa vô đây cho các anh xem ha. Chim này là em mua lại nguyên một cái bộ, nguyên một bộ là giá là 1,1 triệu ở ngoài hội chim ha. Đó thì em sẽ đăng cái clip này lên cho anh em nào có nhu cầu ha, thì em sẽ bán lại cho anh em, giá cũng là 1,1 triệu ha. Thí dụ như mua lồng thì giá là 300, mua chim thì giá là 800, đó giá là 1,1 triệu nha. Bây giờ em sẽ cho chim ra đây rồi em sẽ review cho các anh xem ha. Rồi đây là một cái bé chè lửa mùa 2 cám cứng, tướng phải nói là rất là đẹp, chơi rất là bền luôn, cái tướng phải nói chơi cả ngày. Chim này thì em thấy ở trên hội Họa Mi nó hot nhiều quá cho nên là em mua về để em đăng cái clip em bán cho mấy anh ha, thì mấy anh nào thích thì em sẽ chia lại cho các anh ha. Đuôi nó khoảng chừng 14 cm, chim mùa 2 cám cứng hot nhiều lắm, không có tật lỗi gì hết. Và nãy giờ em review cho các anh xem cái lồng mà em quên em không nói với mấy anh, cái lồng này ổng nuôi không có áo lồng, có nghĩa là cái áo lồng nó cũ nó rách ổng bỏ rồi, cho nên là em lấy chỉ có lấy cái lồng với lại chim về thôi, cái áo thì em không có lấy do nó cũ quá rồi, nó rách rồi, ổng nuôi cả 2 năm trời ổng treo ổng quấn rồi nó mục rồi hết rồi, cho nên là em chỉ lấy chim với lồng thôi. Còn hồi nãy em chở về nhà là em phải lấy cái áo mưa em quấn lại đó. Thì bây giờ nếu mà anh em nào mà có nhu cầu mua thì em sẽ lấy giấy báo em quấn lại cho nó gọn, cho nó lịch sự, cho nó đẹp chút xíu ha. Bé này tướng phải nói là rất là đẹp ha, tướng bản đuôi rất là lớn, bản đuôi lớn, chim không có tật lỗi gì hết đó. Rồi anh em nào thích thì em sẽ nhượng lại cho các anh ha, giá là 1,1 triệu nguyên một combo ha. Còn nếu mà mua chim không giá là 800, mua lồng không thì giá là 300 đó, mua gì bán đó nha mọi người nha. Lồng mới tinh nha mọi người nha.